Cập nhật ca mắc COVID-19 tối ngày 28 tháng 9. Bộ Y tế đã hướng dẫn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật ca F0 qua xét nghiệm bằng test nhanh từ ngày 20 tháng 8. Ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện chữa rẫy. Quấy rối rồi tấn công hai nữ nhân viên lấy mẫu test COVID-19. Hàng trăm cư dân chung cư ở thành phố Thủ Đức tự lấy mẫu xét nghiệm. Huyền Trang rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin COVID-19 trên kênh Dân Việt, cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn sau đây, mời quý vị cùng đến những tin tức đầu tiên. Tính từ 17 giờ ngày 27 tháng 9 đến 17 giờ ngày 28 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 4.583 ca ghi nhận trong nước, giảm 4.759 ca so với ngày trước đó tại 34 tỉnh thành phố có 717 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bình Dương 2.575 ca, Đồng Nai 787 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 377 ca, An Giang 232 ca, Long An 159 ca, Kiên Giang 70 ca, Tây Ninh 55 ca, Cần Thơ 52 ca, Bình Thuận 48 ca, Tiền Giang 38 ca, Khánh Hòa 35 ca, Ninh Thuận 16 ca, Bình Phước 15 ca, Quảng Bình 15 ca, Đắk Lắk 14 ca, Hội Giang 11 ca, Hà Nam 11 ca, Cà Mau 10 ca, Vĩnh Long 8 ca, Trà Vinh 7 ca, Đồng Tháp 7 ca, Hà Nội 6 ca, Đắk Nông 5 ca, Bình Định 5 ca, Quảng Ngãi 5 ca, Quảng Trị 4 ca, Phú Yên 3 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 3 ca, Quảng Ninh 2 ca, Bến Tre 2 ca, Quảng Nam 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Bắc Giang 1 ca và Bạc Liêu 1 ca. Ngoài ra thì trong 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính với test kháng nguyên nhanh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm Bình Dương giảm 1.218 ca, Long An giảm 31 ca, Tây Ninh giảm 25 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm Đồng Nai 171 ca, An Giang 101 ca, Bình Thuận 16 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.020 ca một ngày. Thứ hai, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 770.640 ca nhiễm, đứng thứ 44 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 10 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 7.830 ca nhiễm. Về đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 766.110 ca, trong đó có 554.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn, có 6 tỉnh thành phố không có ca lê nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 376.171 ca, Bình Dương 206.564 ca, Đồng Nai 47.070 ca, Long An 32.211 ca và Tiền Giang 13.883 ca. Tiếp theo đó là về tình hình điều trị 1. số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 21.487 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 559.941 ca. Thứ hai, số bệnh nhân đặng đang điều trị là 7.358 ca. Trong đó, thở oxy khoang mặt nạ 5.001 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 1.252 ca. Thở máy không xâm lấn 202 ca. Thở máy xâm lấn 875 ca. ECMO 28 ca. Thứ ba là về số bệnh nhân tử vong trong ngày ghi nhận 178 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 131 ca, Bình Dương 15 ca, Đồng Nai 6 ca, Long An 5 ca, Tiền Giang 5 ca, An Giang 5 ca, Kiên Giang 4 ca, Đà Nẵng 2 ca, Quảng Ngãi 1 ca, Khánh Hòa 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Cần Thơ 1 ca và Sóc Trăng 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 199 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.936 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2%. Về... Trong dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn và phục hồi kinh tế mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi các quận huyện góp ý vào hôm qua 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1 tháng 10. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở cửa những gì và ý kiến của người dân, doanh nghiệp thế nào? Với hoạt động sản xuất kinh doanh, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà, tập trung tối đa 10 người. Trường hợp 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 50 người. Tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thẻ xanh được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch. Hoạt động thương mại, kinh doanh, dịch vụ gồm các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược vật tư, trang thiết bị y tế, dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở như là bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa được phép hoạt động trở lại. Cung cấp lương thực, thực phẩm như là xăng, dầu, hóa chất, điện, nước, nhiên liệu sửa chữa. Trung tâm thương mại, siêu thị bao gồm siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, cơ sở bán lẻ hàng hóa các loại, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi, trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán ăn uống tại chỗ chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ truyền thống, cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng, tham quan du lịch, tham quan bảo tàng được hoạt động tối đa 30% công suất. Các địa điểm hoạt động thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật gồm những sự kiện thi đấu thể dục thể thao, tổ chức quy mô tối đa 30% công suất. Các hoạt động thể dục thể thao hàng ngày của người dân được hoạt động tối đa 10 người. Tổ chức đám cưới tối đa 50 người tham dự, đám tang tối đa 20 người tham dự cùng một thời điểm và có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương. Tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp, từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp. Các loại hình đào tạo cho nhóm 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn. Vừa qua, đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã hướng dẫn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật số liệu ca F0 qua xét nghiệm bằng test nhanh từ ngày 20 tháng 8. Liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Bộ Y tế ngày 27 tháng 9 về việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính, đại diện Bộ Y tế cho biết, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế ban hành công văn số 1850 BITGP hướng dẫn việc thông báo ca bệnh COVID-19 trên hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nêu rõ: Kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là F0 đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà và chỉ thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định đối với trường hợp đưa đến các khu cách ly y tế tập trung. Số ca dương tính hàng ngày được thống kê bao gồm cả số ca test nhanh dương tính. Như vậy, việc báo cáo ca bệnh COVID-19 F0 là do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện thông qua hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động đã được Bộ Y tế hướng dẫn. Đại diện Bộ Y tế cho biết. Thưa quý vị, những ngày qua, hàng nghìn người đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tự ý đi xe máy về quê khi hay tin các địa phương ở miền Tây nới lỏng giãn cách. Điều này khiến các địa phương lo lắng, quá tải tại các khu tập trung. Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, khoảng một tuần gần đây xuất hiện nhiều người dân tự ý đi xe máy để về các tỉnh miền Tây, trong đó có tỉnh Vĩnh Long. Những trường hợp này sẽ được cách ly tập trung 14 ngày. Ông Minh dự báo số lượng người về quê tự phát sắp tới sẽ nhiều hơn, gây quá tải cho tỉnh trong công tác tiếp nhận, cách ly để phòng dịch. Ông Minh cho biết, hiện nay tỉnh đã kiểm soát được dịch nhưng tình hình vẫn còn phức tạp do đó người từ tỉnh khác về phải cách ly tập trung mới kiểm soát được. Theo ông Minh, với Long đã có 4 đợt rước người dân từ các tỉnh về với số lượng khoảng hơn 1.000 người. Hiện địa phương cũng đang lên kế hoạch rước người từ các tỉnh về. Do đó, người dân muốn về quê nên liên hệ Hội đồng hương các tỉnh hoặc là Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để đăng ký, tránh tình trạng tự ý về quê ồ ạt, gây quá tải cho các khu cách ly tập trung. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thanh Tùng cho hay khó khăn lớn nhất của địa phương là không đủ cơ sở cách ly tập trung nếu người dân cứ tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân một cách ồ ạt. Khó khăn lớn nhất là không đủ cơ sở cách ly. Trước đây Hậu Giang có thể cách ly tập trung cùng lúc khoảng 10.000 người, nhưng các trường chuẩn bị khai giảng nên một số điểm cách ly đặt tại trường phải trả lại. Trung bình mỗi huyện chỉ còn có thể cách ly 100 đến 200 người. Ông Tùng chưa biết. Cũng theo ông Tùng, trong mắt người dân đã về đến Hậu Giang thì địa phương phải tiếp nhận chứ không thể bắt quay trở lại. Ông Tùng kêu gọi người dân ở đâu thì ở yên đó. Nếu có nhu cầu về Hội Giang, người dân nên liên hệ đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để địa phương nắm được số lượng. Theo Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng, trong những ngày qua, có rất đông người dân tỉnh Sóc Trăng đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân, được cách ly tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua xét nghiệm, một số người đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, gây áp lực lớn, quá tải cho các khu cách ly tập trung, năng lực điều trị của tỉnh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện các khu cách ly tập trung, năng lực điều trị chưa đáp ứng đủ số lượng lớn người dân từ các vùng dịch trở về tỉnh, trong khi cơ hội việc làm tại các khu vực kinh tế trọng điểm miền Đông sau ngày 30 tháng 9 là rất lớn. Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng kêu gọi người dân hết sức cân nhắc việc quyết định trở về địa phương. Sóc Trăng cam kết sẽ tiếp tục tổ chức đón người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về theo kế hoạch và kêu gọi người dân hãy cùng chung sức, đồng lòng cùng với tỉnh để kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo bệnh viện Trợ Rẫy xác nhận, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào lúc 11 giờ 57 phút. Theo hồ sơ bệnh án, Phi Nhung được chẩn đoán gặp biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, suy đa tạng. Nhiều khán giả đều không giấu được sự bất ngờ trước thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện Trợ Rẫy ngày 26 tháng 8. Và tới nay là tròn một tháng hai ngày cô điều trị tại đây Trong suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật Phi Nhung ít khi vướng phải ồn ào đời tư Những năm gần đây Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhớ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con Vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này Theo thông tin từ phía ekip của Phi Nhung Vào tháng 7 năm 2021 cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái Nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh vì thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không ái nái. Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quý vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương, cho người vô gia cư từ giữa tháng 6 đến ngày mùng 5 tháng 8. Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm COVID-19 hàng tuần, nhưng không may chỉ đã nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được giải ECMO, tim phổi nhân tạo, lọc máu liên tục. Tất cả các loại thuốc cao nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này. Nguồn tin từ bệnh viện trở đấy cho biết. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Y Tin, sinh năm 1990, trú tại xã Đắk Sắc, huyện Đắk Miêu về hành vi chống người thành công vụ. Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện Đắk Minh về lấy mẫu dịch hầu để test COVID-19 cho toàn bộ người dân trong buôn Đắk Sắc, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Min tỉnh Đắk Nông, khoảng 13 giờ 30 ngày 26 tháng 9 năm 2021, tổ công tác của trạm y tế xã Đắk Sắc gồm chị Lê Thị Liên, và chị Phạm Thị Anh Thơ cùng chú tại huyện Đắc Minh đến nhà cộng đồng thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, Y Tin đã có hành vi quấy rối, dùng gạch tấn công chị Liên và chị Thơ, không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Đắc Sắc đã cử tổ công tác do trung úy Nguyễn Việt Nam, công an viên làm tổ trưởng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và vận động Y Tin chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Y Tin không những không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, chửi bới và tấn công, cào cấu và cắn khiến đồng chí Nam bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế và đưa về trụ sở công an xã để làm việc. Bước đầu, Y Tin khai nhận do ức chế vì lâu ngày không được ra ngoài, vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên Y Tin đã có hành vi tấn công các lực lượng chức năng như trên. Quá trình điều tra, công an huyện Đắc Minh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Y Tin để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh bạc liêu vừa ra thông cáo báo chí giải thích về trường hợp bà Nguyễn Huỳnh Như cùng hai người nhà được ra viện sau 14 ngày điều trị Covid-19 dù còn dương tính, gây xôn xao dư luận. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, ngày hôm công an khám xét những nơi làm việc của giám đốc công ty mỹ phẩm Đông Anh là bà Nguyễn Huỳnh Như, sinh năm 1997, ngụ tại phường 7, thành phố bạc liêu, để điều tra về vụ án vi phạm quy định về an toàn nơi đông người. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã trao giấy xuất viện và giấy chứng nhận đã hoàn thành việc cách ly điều trị bệnh COVID-19 cho bà Như cùng với hai người nhà. Vụ việc lập tức gây hoang mang dư luận tại địa phương. Về lúc ra viện, bà Như vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2. Vào tối ngày 27 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu mới có thông cáo báo chí giải thích lý do bà Như và người thân được ra viện khi vẫn chưa hết bệnh. Theo đó, trường hợp của bà NHN, tức là Nguyễn Huỳnh Như, và bà HTKC xuất viện sau khi được lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp cách nhau 24 giờ có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, nồng độ virus thấp CT lớn hơn 30. Thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24 giờ là đúng quy định. Người bệnh được xuất viện với kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, nồng độ virus thấp CT lớn hơn hoặc bằng 30 thì không có khả năng lây bệnh cho cộng đồng. Người bệnh được xuất viện với kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nồng độ virus thấp CT lớn hơn hoặc bằng 30 hoàn toàn khác với người tái dương tính với SARS-CoV-2 báo chí nêu bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại nhà theo pháp đồ là sai sự thật. Vì cho đến hiện nay, tỉnh Bạc Liêu không tổ chức điều trị tại nhà cho người mắc COVID-19. Thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu khẳng định. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, số liệu nhiễm COVID-19 ở Đồng Nai là chính xác. Sau này, nếu hiệu chỉnh lại, có khi còn giảm đi vì trùng lập, chứ không rôi ra như Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thừa nhận, công tác thống kê số liệu nhiễm COVID-19 ở Đồng Nai mới đầu có trẻ choạc, ở chỗ trùng lắp thay vì ít hơn thì lại ra nhiều hơn. Lý do trước đây, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai con số khác, báo cho lãnh đạo huyện, thành phố số khác nên có sự chơi lệch nhau. Còn sau đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau nên không còn xảy ra tình trạng trùng tên nữa. Tôi khẳng định số liệu nhiễm COVID-19 là chính xác, sau này nếu hiệu chỉnh lại có khi còn giảm đi vì trùng lặp, chứ không rơi ra như thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Phú cho biết. Theo số liệu thống kê của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đến nay Đồng Nai ghi nhận 47.125 ca nhiễm COVID-19, trong đó 25.179 trường hợp khỏi bệnh, 437 bệnh nhân tử vong. Bộ thành viên Ban Quản trị Trung cư City Home cho biết, Trung cư nhận từ phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức khoảng 600 bộ xét nghiệm nhanh và đã trao cho người dân trong vài ngày gần đây. Kết quả xét nghiệm lần này của tất cả cư dân đều âm tính với COVID-19. Được biết, cư dân chung cư City Home, thành phố Thủ Đức tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Ở một số trung cư khác, nhân viên y tế tới từng tầng để lấy mẫu. Mỗi gia đình cử đại diện tự thực hiện lấy mẫu tại nhà và gửi lại bộ test trước cửa căn hộ. Để thuận tiện, ban quản lý còn gửi tới cư dân một đường link hướng dẫn test COVID-19 tại nhà. Đây là đợt xét nghiệm tầm soát lần thứ 6 tại trung cư, nhưng là lần đầu tiên cư dân tự lấy mẫu xét nghiệm. Việc này giảm tải được công việc của lực lượng y tế, vừa hạn chế nguy cơ lây nhiễm khi đông người tập trung lấy mẫu. Đại diện Ban Quản trị Trung cư City Home nói. Sáng cùng ngày, Trung cư Mastery Thảo Điền, thành phố Thủ Đức tổ chức lấy mẫu tầm soát diện rộng theo quy định. Nhân viên y tế đi từng tầng và lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ cư dân của trung cư. Những người muốn tự thực hiện lấy mẫu phải thông báo để được phát bộ xét nghiệm nhanh và nhân viên y tế sẽ quay lại để lấy kết quả sau 30 phút. Ban quản lý trung cư Mastery An Phú, thành phố Thủ Đức cũng thông báo cư dân muốn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sẽ liên hệ nhân viên y tế để phát bộ test nhanh và thành viên gia đình lấy theo mẫu gộp. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố tiếp tục triển khai xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn dân cư đến hết ngày 30 tháng 9. Phương pháp được thực hiện trong thời gian này là xét nghiệm, xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn. Theo bác sĩ Hưng, tại nhiều địa phương, trong thời gian đầu triển khai, tỷ lệ người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn chỉ khoảng 25%. Hiện tại theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tỷ lệ người dân có thể thực hiện điều này là 75%. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.